quan trọng là TR. Đó, đen thì chịu bạn, đen thì chịu thôi. Phải roll hết tiền mà ra con AD2 đổi rồi. Nếu mà mình roll hết tiền mình ra con AD2 thì mình sẽ chấp nhận mình bán được con Ven đi. Mình không cần xài con Ven. Rồi mình thay con AD2 vào cầm sát thiên thần crit phép để cho con rắn vô. Bán con Ven đi được. Là kết được u hồn của con rắn ấy. Để thread luôn. Bỏ con Ven đi. Thay con ấy vào, Zinix 1 vào. Nhưng mà trong cái lúc mình roll level 7 mình không lấy được con. Mình đâu có lấy được con AD2 đâu. Lấy con AD2 là tôi đã thay rồi. Tôi bắt tạm một con thần tài không cần thiết là phải Zinix. Ném vào là được. Ê, bài này giờ có đánh được không ta? TF pháp sư có nên không ta? Tôi đã u hồn đi. Có thì pháp sư bây giờ cũng chuối lắm. Mất công là phải roll nữa các bạn ạ. Đánh u hồn nó chết sướng hơn. Đánh pháp sư mất công phải roll. Roll là lại lòi mắt đấy. Đấu sĩ à? Có con này giữ máu cũng được. Ăn lúc đầu giữ máu cũng được. Thần tài phải có sớm. Đúng rồi, như hôm qua mình nói, thần tài là phải có trước ra người đá. Sau ra người đá đánh thần tài toán. Hôm nay ta đánh vô đó. Trước người đá có thần tài đánh là perfect. Đây có dè ke này, này cái gậy là có u hồn này. Có dè ke được gậy là có u hồn. U hồn dè ke. Liều đó. Tội luôn. Liều mày luôn. Thì đấy, thì đừng có ghép u hồn sớm. Ghép sớm chi? Nó có u hồn, nó có đồ u hồn hay không thì từ từ cứ lượm gậy để đấy. Nếu mà lượm được thì cứ lượm gậy để đó thôi. Có thì sai, không có thì thôi. Chắc gì. Này Ven một đống. Đù, với thiện xạ. Đù, có ghép u hồn được tất nhờ. 4 thiện xạ, 6 u hồn à. Ngon đấy. V2 tinh thần chiến tướng được thế nhờ. Vì chiến tướng ở đấm đầu lắm mẹ. Bài u hồn vẫn ok mà. Có yếu đâu. Khi mà con Zinix thay vô đây thì con này đi vô là đẹp rồi nhỉ. Máy này có thần tài thì đánh được. Còn tại vì có con tên ăn này. Có con tên ăn đấy thì đánh được. Được đấy, mọi thanh niên này cũng biết bắt nhịp đấy. Tiếp nha, tiếp nha. Tiếp nha, trẻ đã lượm đồ tiếp rồi, bắt nhịp đi. Cả chiếc này tao bắt nhịp chà. Gõ à? Đạo sát. Mỗi lần đi chợ là phải gõ đi chứ. Hết này. Lại tăm ken. Bây giờ thiếu Zilin đúng không? Bây giờ mình ấp chết 2 phát. Ấp chết 2 phát. Để nhét thêm con gì đây? Phát cũng chả được gì. Ấp chết cũng vậy, chả nhét được con gì ra nhỉ. Ồ, oh, Timo u hồn Red 2. Bên tin năng thiện xạ, bắn gắt luôn. Đường của nó bao gắt luôn. Đường của lá đây. Thấy Thread là lấy u hồn à? Ừ. Mình có nên bán con mẹ con tam ken đi được chia tay. Thần tài làm đéo như mình đã nói. Qua ra người đá, thần tài là cái đéo gì nữa. Đấy, có 2 con tin phong này. Thần tài cái mẹ tiếp, thần tài là cút luôn. Bây giờ kiếm tên ăn u hồn là đẹp rồi. Đấy, ra lại ấp nhẹ chết cái này. Đấy, kiếm tên ăn u hồn thôi. Liệu. Bỏ chứ, để làm gì? Đó. Thôi ít là được. Lại tham thần tài như hồi nãy là cút luôn. Mệt lắm. Ui Talon này. Ê đánh Talon được nha. Đánh Talon được luôn đấy. Bài đánh Talon ok nha. Không đùa được nha. Talon có BF rồi nha. Có quỷ thư nha. Thì này để ghép sát thủ được nha. Ôi, ghép sát thủ luôn này. Hơi xinh. Oh. Từ từ coi. Cái đồ gì im đẹp hết ta. U hồn này. À, diệt khổng lồ này. Giá là đồ gì im là hơi đẹp nha. Hơi bị đẹp. U hồn diệt khổng lồ. U hồn diệt khổng lồ. Rồi Riven sẽ có khăn. Thú vị. Để xem ra tên ăn gì các bạn. nhặt được thêm BF thì đánh Talon. Bạn phải nhặt được thêm BF thì bạn mới dám đánh Talon. Cho Talon cầm đồ cái gì từ từ bạn, lỡ nó ra luôn tin đánh Talon thì sao? Bạn level 7 bạn quyết. Chưa quyết được mà, quyết sớm chi vậy? Nhiều khi nó ra tính năng thiện xạ luôn thì sao? Tính năng Zinix thiện xạ chẳng hạn. Ai mà biết được. Bạn cứ chốt sớm cho cố vô rồi bắt đầu. Nó ra tướng như lèn là ngồi khóc. Cho Talon cái BF này là chắc chắn phải cho này. U hồn hay không sao dám dép. Ven thì có thằng nuôi ven rồi, đâu được ven ba. Đây ông này ăn rừng. Trời mé, tính là thần rừng ghẻ. Thần rừng mà thần rừng xịn không nói, thần rừng ghẻ. Giáp thiên nhiên luôn, ông top 1 có giáp thiên nhiên rồi này. Ôi là đấu sĩ thợ săn, đẹp. Ôi đấu sĩ thợ săn, ôi top 1 đồ đẹp thế. Cung săn GPS này, giáp thiên nhiên này, gậy kim rèn này, có một đội đồ ngon đấy. Em xin chốt ạ. Em xin chốt ạ. Mẹ giáp thiên thần luôn rồi đấy. Hai con Talon rồi có một con nữa đây, con Talon giáp thiên thần. Vậy đi. U hồn có vẻ nhiều đứa nó bu bu u hồn rồi. Từ từ đi. Này thằng này u hồn này. Ô thật tài. Giờ ra tên ấy Morgana. Ui rồi ôi. Các bạn biết rồi đấy. Các bạn biết mình làm gì rồi đấy. Các bạn biết mình nên làm gì rồi đấy. Từ từ nha, thì cứ để đấy. Chưa cần ghép sát thủ vội đâu. Cứ để đấy. Chưa, vội ghép sát thủ vội chi lớn ra tiền nữa thì sao? Lỡ đâu nó ra tiền nữa thì sao các bạn? À, vội chi? Lỡ đâu nó ra cái thìa nữa thì mình ghép cái giáp thiên nhiên ngon hơn cái sát thủ. Kẹp được hệ vào, xài được con pai vào, ngon hơn nhiều. Em biết đâu bất ngờ lên bàn thờ ăn xôi. Đúng rồi, nếu mà có thìa nữa thì cho Talon cũng săn, giáp thiên thần cũng săn. Cứ từ từ. đội hình đang ổn, cứ từ từ mà đép. Vội vàng làm gì thì mới đen, vội lấp lơi à. Đau quá. Ra Talon tinh năng sát thủ thì mình xài hai Talon 2, chứ không bán con Talon là được, bán hai con này đi phí. Cái đẹp con mỡ à nhà nó. Thôi thôi thôi, bỏ đi anh em ơi, bỏ đi. Cái nào mà trước mắt thì chơi cái đấy đi, hai con Talon, một con Morgana rồi còn ghép quỷ thư rồi thì đam mê u hồn làm cái gì, chỉ là cái threat thôi mà. Đam mê làm cái gì? Chết đấy. Toàn gì đâu, chỉ là con threat thôi mà. Quan trọng gì? Bài đang đánh theo 4 tiền đây BF này. Tiền này. Rồi rồi, Neeko lên 2 luôn rồi. Talon 2 luôn. Giáp thiên thần, diệt khổng lồ, cung săn. Diệt khổng lồ, cung săn. Talon mũ phù thủy. À, Morgana mũ phù thủy. Rồi, tên sau rôn. Từ từ Neeko để đấy. Giờ mình đi lượm cái găng thì mình ghép được sát thủ. Còn nếu mình ra tinh anh sát thủ thì mình khỏi cần lượm găng. Đừng có Neeko, giờ rôn nè. Neeko làm gì, giờ rôn nè. Ồ, tinh anh sát thủ luôn. Thay dần vào đi. Xét. Tạm xét đã. Đó. Cái đợt này nhỉ? Dỗi thật sự ấy. Ấy, bỏ qua Empire à? Nó tên ăn gì không hết à? Có nha, rôn không ra gì nha. Oh shit man. Hợp con mẹ nó lý luôn. Thế thì xài phai thôi. Thôi chắc Neeko Talon đây. Rôn nốt đi à Neeko. Thôi Neeko đây. Oh shit man. Đẹp rồi, bài form quá rồi. Bài phát kịch form rồi. Rồi, ok là lên chết thôi. Bây giờ mà đi lượm cái xìa được nhỉ? Cho Morgana mũ luôn không? Morgana mũ luôn đi nhỉ? Có khi nào em buồn em nhớ đến anh? Thôi được rồi, các bạn xài hết thìa rồi, đừng có đam mê cái thìa đấy nữa. Các bạn xài hết thìa rồi mà, bỏ đi. Bỏ đi. Phết thế nhỉ. Bỏ đi mà làm người. Thôi Morgana mũ đi nhỉ. ngon đó này. Rồi, từ chắc sen bán đi nhỉ. Bây giờ mình cho con gì vào, cho thêm con lắc vào thôi. Con lắc vào là xịn nhất rồi. Sen cứ để đấy đi. Tại vì giờ không cho con lắc vào thì cho con gì vào giờ? Morgana mũ đi. Cho lắc thì không biết cho con gì vào. Bây giờ kiếm Yone ấy, cho Yone vào thôi. Yone vào là đẹp nhất. Ngầm đắng nuốt cay tình ái khoa tay, để em bước đi quên cả lối về. Riven giáp gai, Riven giáp gai, Riven giáp gai. Trời ơi, con Riven giáp gai sao giết? Alo, sao giết đây? Một mình nó cân hết. Lấy cái gì mà giết? Bà nội nó cũng kinh đấy, cũng mạnh đấy. Tài hai đó. Mình xài gì khổng lồ cung xanh là đẹp ván này rồi, ván này nhiều đấu sĩ rừng quá. Ê, xài hai con lắc ngon phết, chói hai góc. Chúng ta xài hai lắc chói hai góc, vui phết. Đùa đâu. Nên chết mà kiếm Yone thôi mọi người ạ. Không Yone thì xài hai con sen. Ôi, ván này vào top chắc rồi. Top 1 thì hơi khó thôi, ông này đỏ quá. Ông này top 100 máu luôn này. Chắc là hết đồ rồi, toàn tiền, 6 đồ rồi. Toàn tiền, biết rồi, 6 đồ rồi, làm sao mà còn đồ được. Mình để con Jack này lại, lỡ đâu mà có con Lee Sin á. Lên 8 mà không có Yone mà có Lee Sin thì Jack sẽ vào đây và Lee Sin vào luôn. Mình sẽ có 2 song đấu với 4 thanh thần. Để 2 con lắc mỗi con bên, chói góc, đẹp, chói hai góc. Ui, Riven này cũng dắp gai lên, Riven này không khăm. Gai sao giết? Mấy quỷ Riven giáp gai này counter Talon lắm. Có mình chơi Riven mà sao lắm Talon thế ta? Thôi để Morgana vào hay hơn. Để Morgana vào có gì giảm đam hai bên. Bây giờ mình giai đoạn tích tiền rồi, kiếm Yone thôi, lên 8 all in kiếm Yone. Ý Riven 6 u hồn mà tính năng hộ pháp đấy chứ. Anh đái. Ô con này đánh Talon luôn này. Ở đâu mẹ dịu dàng bước đến nơi đây, dịu dàng trên phương vậy. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây, dịu dàng trên phương. Mà xếp pháp sư à? Căng vậy. phát sen đi, không được sen 3 khó. Bây giờ kiếm đồ cho mo. Có khi nào nên bắt con này không? Có gì đến 4 mê hoặc không? Lên chết một cái Ezreal với 4 mê hoặc mua giảm đam, chúng nó toàn đam vật lý. Có thằng này đam phép. Xin chết mợ Morgana đây. Ông này đào đâu ra con Yone hay vậy? Mày hát đâu ra con Yone 2 phá. Ủa bắt tầm mấy thằng hát không à? Hát đâu ra Yone 2 vậy? Vào top không? Ôi mẹ mấy sàn này là sàn đỏ chó à? Bài thế này không vào top thì cũng chịu các bạn ạ. Mẹ đéo đâu ra con Yone 2 rồi. Giỏi thế nhở? Morgana, crit phép hay là sen 2 gang đi nhở? Sen 2 gang có vẻ ổn. Sen 2 gang đi các bạn ơi. Bây giờ ham cho Morgana crit phép làm gì? Mà áo thật. Đào đâu ra con Yone 2 hay thật đấy. Ông này ở đầu kia ông chơi 9 tướng sao ông xoay sang này. Ông xoay sang khai sáng này. Ông không ra 9 tướng ấy. Áo ma thật. Ra Ezreal hay Yone không? Không ra Yone ra Ezreal cũng được. Đây Yone này. Thôi Yone rồi thì thôi. Yone rồi thì bỏ con này đây. À, bán này trước đi. Bán mission, bán con sen. Bốn đại sư à? Bốn đại sư là đỡ. Chắc là mình để thủ 4 bí ẩn cái nhỉ? Phát xem lắm. Mình có nên thủ 4 bí ẩn không? Một bí ẩn vô đây. Đâu có được đâu ta. Bỏ Yone ra thì được 4 bí ẩn. Nếu mà có Zilin ấy thì có thể làm thế. Bây giờ chưa gặp thằng này này, giờ chắc chắn là gặp rồi đấy. Tại vì mình đánh với toàn Riven đấy kìa. Đấy, mấy thằng Riven đi cũng đúng dai lắm. Bỏ sát thủ cũng có thể. Bỏ sát thủ cũng được. Cùng cung lởm thế. Mấy nồi vậy cho đồ. Lởm thật. Ráng vô top 4 thôi. Vô được cái top 4 là may rồi. Bốn bí ẩn chủ yếu để đánh với nhau u hồn thôi. Hai nhà 6 u hồn thôi. Hai nhà 6 u hồn này mà đi thì ok. Mình chuyển sang mình đánh bài khác. Bây giờ chắc là kiếm Azir là hợp lý nhất. Kiếm con Azir theo con này thôi. Không còn con nào có thể thích hợp thay con đấy. Mẹ sen này. Set. Chấp đầu à? Azir Khen 2 này đã sắp át 3 rồi. Thì mình đang để 2 Morgana mà, mình đừng có bỏ đâu. Chắc chắn là mình để 2 Morgana rồi. Lee Sin chắc cũng không cần đâu. Lên được con Azir 2 thì ok. Lên được Azir 2 thì mình sẽ thay con Morgana này. Hoặc là thay con Pai luôn cũng được. Lập được đồ sát thủ cho Azir thay Pai cũng được. Mẹ, sao lại gặp thằng này nữa ta? Mình đâu có xếp để gặp thằng này đâu. Xui vậy. Mình đâu có xếp game để gặp thằng này đâu. Ôi may quá chưa chết. Ồ. Mình đang xếp để gặp thằng kia mà. Ấy AZ2 này, được. Từ từ cái AZ2 đi. Có lên được MOBA không? Không có thời gian. Không có thời gian lên MOBA. List cái gì nữa mà list bạn? Canelo solo rồi. Bẩn một ván không? Có nên bẩn một ván không? Chứ nó gần áp 3 rồi. Chen đọt top 1 có nó đâu. Solo rồi. Phải vậy thôi mọi người ạ. Mình cùng xin đạo tàng. Không, đang solo thì cái gì đó. Cái này là solo rồi mà các bạn. Solo để chen nhau top 1 mà. Nên mình chơi thì bình thường thôi, có gì đó. Bận bụng. Đây, cho con này, đừng ham cho mon, cho con này mới ngon này. Con này là con CC ấy. CC 9 ấy. Ôi ôi, Sen bắn sao mà đồ như này là ngon này. Sao con này lấy CC? Giờ mới ra Neeko thì bó tay nha mọi người. Chịu nha. Không ra nè. Nó lên rồi kìa, thấy không? Nó lên rồi, nó lên rồi. Thôi F3 rồi, GG. Để xem coi. Cha Azir. Đứng đây cha Azir đẹp hơn. H3 thì GG rồi. Chơi bời gì nữa. Nó bị kẹt kìa mọi người. Ác ma. Thấy không, người ta lên ác ma mình vẫn thắng kìa. Xếp bo góc con ác nó bị kẹt do nó tự bóp dái nó, các bạn hiểu không? Do nó tự bóp dái nó ấy. Tại vì con ác ba nó xếp ở trong hai con lính cát, con ác đéo được bắn nên thật ra nó thua. Tự bóp dái. Thanh niên tự bóp dái nhất năm. Đâu Châu hề. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.